Vâng, thưa quý vị khán giả, hè về là lúc các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ Đồng Nai nói riêng bước vào giai đoạn sôi động. Năm 2024, phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Đồng Nai tròn 30 năm tuổi. Hướng đến dịp đặc biệt này, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai tập trung vào nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, bám sát chủ trương ba liên kết để đem lại nhiều giá trị cho xã hội. Qua đó để đoàn viên thanh niên được trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là một trong những hoạt động khởi động chiến dịch hè tình nguyện tỉnh Đồng Nai. Hoạt động được tổ chức tại vùng đông đồng bào dân tộc sinh sống nhằm phát huy tinh thần tình nguyện của đội ngũ y bác sĩ trẻ, đồng thời giúp đồng bào dân tộc có điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trẻ em. Theo đó, gần 300 em nhỏ và bà con đã được khám, tầm soát một số bệnh thường gặp và tư vấn dinh dưỡng. Bé này nó bị ho, cảm ho nhiều quá nên đi khám bác sĩ cho thuốc. Dạ, theo như mình thấy thì có cái sự kiện gì cũng tốt, cũng lo chăm sóc cho sức khỏe cho đồng bào, cũng mừng, vui và thấy cũng hạnh phúc. Thì bà con rất là cần những cái chiến dịch như thế này. Một phần kinh tế họ khó khăn, phương tiện đi lại nó cũng khó khăn so với cơ sở y tế bình thường. Cho nên khi mình đến đây mình giúp được cho đồng bào, cho bà con thì cảm thấy rất là vui, hỗ trợ phần nào cho các bé. Các vấn đề đầu tiên là thường là ở các bé là có lẽ do kinh tế khó khăn nên các bé bị suy dinh dưỡng, biến ăn rất là nhiều. Cái thứ hai, các bệnh lý về hô hấp này kia cũng làm cho các bé nghĩa là để đi khám thì rất là khó, nên họ gần như tự mua thuốc uống, nên là các bé được điều trị nó không có đúng phác đồ. Cho nên khi mình đến đây mình tiếp cận, mình hướng dẫn, mình tư vấn thì người ta sẽ hiểu hơn về bệnh và người ta sẽ biết khi nào cần đi khám. Năm 2024, các hoạt động tình nguyện hè sẽ được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh, tập trung vào các đối tượng cần được chăm lo như thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc và tôn giáo tại các địa bàn cụ thể cần nguồn lực để xây dựng và phát huy mục tiêu chính trị. Ngoài ra, hoạt động tình nguyện hè cũng sẽ tiếp tục tận dụng, phát huy các kết quả của phong trào thanh niên tiên phong chuyển đổi số và kêu gọi sự chung tay góp sức của thanh niên, của xã hội chăm lo cho bà con, đoàn viên, thanh niên các địa phương. Tham gia rất nhiều đợt bên tỉnh cũng như là bên huyện, là những đợt như là công tác thiện nguyện là cắt tóc nè, rồi đi phát quà từ thiện, nói chung là cũng rất là nhiều lần. Thì khi mà đi làm những chương trình thiện nguyện này thì tôi và những thành viên trong club á, thì nói chung là mong muốn là gửi một phần, nói chung là sức lực gì đó để mà làm đẹp cho xã hội. Phong trào tình nguyện là cái phong trào phải phát huy được cái sự tình nguyện tự thân và ý thức tự giác trong thanh niên này quan trọng. Trải qua 30 năm của phong trào tình nguyện có những cái thành tích, những cái kết quả rất là nổi bật, và đó là một cái sự tự hào của tổ chức đoàn khi được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận những cái thành quả đó. Để phát huy hơn nữa cái thành quả của 30 năm thì trong cái bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi về bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, bối cảnh trong nước cũng như là bối cảnh của thanh niên, đặc thù của thanh niên trong giai đoạn, mỗi giai đoạn nó sẽ khác nhau, thì phong trào tình nguyện cũng phải thích nghi và điều chỉnh cho phù hợp. Chiến dịch tình nguyện hè năm nay sẽ ghi đậm thêm dấu ấn của màu áo xanh thanh niên, nối tiếp hành trình 30 năm phong trào tình nguyện của tuổi trẻ. Đây cũng là cột mốc để tuổi trẻ Đồng Nai nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được và đưa ra những phương thức, những cách làm hiệu quả, phát huy được tính tự giác của thanh niên và huy động được nguồn lực trong xã hội để đồng hành cùng với các hoạt động tình nguyện.